Anh Duy ơi, nếu Mỹ bán tàu sân bay cho Việt Nam thì Việt Nam có mua không anh? Theo anh thì mua để làm gì? Mua về nướng khô mực hả mày? Theo anh thôi nha. Tại vì anh nói với mày rất là nhiều lần rồi, tàu sân bay dùng để tấn công, mà Việt Nam đâu có xưng hùng tranh bá, đâu cần tấn công như nào đâu, mua chi trời. Việt Nam chỉ cần hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển thôi, máy bay cảnh báo sớm, ok. Rồi gì nữa ta? Tên lửa rồi xong rồi tàu ngầm phóng phóng tên lửa là mấy cái đó ok rồi đó. Hiểu không? Cần khí khô gì mẹ tàu sân bay chi trời. Mà thứ nhất nữa, giờ đất nước đang nghèo khổ nữa, mua tàu sân bay gánh nợ ba. À, Việt Nam mua tàu ngầm cấp Trung Quốc lặn cho nó nhanh, lặn không có gờ mày ơi. Anh đặt tiêu đề cuốn quá, giải thích cho mọi người hiểu được không anh? Thì giờ đơn giản thôi, Trung Quốc nó vô thì đương nhiên là cái hội kia nó khó xử rồi, chuyện đó bình thường, có rồi giải thích em, suy nghĩ động não đi em. Tự nhiên giờ thà nó không vô thôi, giờ nộp đơn xin vô, giờ xử sao căng chứ bộ, giờ xử sao mấy bạn. Ví dụ mấy bạn được là mà mấy bạn được quyền bỏ phiếu đi, bạn nằm trong đó đi, thì bạn xử sao cho nó vô, không cho nó vô. Tiêu đề hôm nay ngon quá anh, hy vọng có pháo ngon. Nói chung cái nguyên tắc đặt tiêu đề của anh là anh sẽ đưa ra một cái tin mạnh theo theo như anh đó, nó là đáng xem nhất trong ngày, rồi anh để đó, xong rồi ở dưới anh đưa những cái tin mà nó gọi là nó không quan trọng, nó không quan trọng bằng, anh cũng để đó luôn. Tiêu đề là cái đó nó câu thôi mấy em ơi, chứ giờ nó rõ như ban ngày đâu, đâu bình luận mà, hiểu không? Rõ ràng giờ tôi Trung Quốc nộp đơn xin vô, mẹ đôi bên khó xử chứ, rất là khó xử. Mà như Duy Nguyễn đã nhận định rồi, nó là bài cà khịa ăn Mỹ thôi, nó bài là cà khịa ăn Mỹ thôi chứ nữa. Nếu mà Trung Quốc vô thì cái này thành hiệp định của Trung Quốc, ok, thằng Mỹ đi bú đó. Còn bây giờ nếu mà thằng không cho Trung Quốc vô thì thằng Mỹ phải vô, vậy thôi. Chứ giờ nếu mà cái hiệp định này không có cường quốc số 1, cũng chả có cường quốc số 2 nữa, thì nó vô vị lắm các bạn, nó vô vị lắm, nó chiếm GDP không bao nhiêu toàn cầu hết, mà quan trọng nhất thị trường lớn nhất vẫn là Mỹ với tàu. Bởi vì anh nghĩ CP TPP không có Thái Lan với Trung Quốc sẽ lợi thế cho ngành ô tô Việt Nam không anh? Không, chả ảnh hưởng tới ngành ô tô, theo tôi không ảnh hưởng tới ngành ô tô hết đó. Tại vì cái ô tô Việt Nam sản xuất nó bị chi phí cao quá, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, thằng châu Âu với thằng Mỹ đi đêm nhau tờ lừa hộp dưa luôn, đúng không? Mấy cái nhà sản xuất xe ô tô lớn á là tụi nó nằm trong những cái hiệp định thương mại đi đêm là song phương á, nó không có đa phương, nó không có nhiều nhiều, đúng không? Giống như là giờ gì tổ chức gì thương mại thế giới, đúng không? WTO, đúng không? WTO nó quá trời nước luôn, thì bạn nhìn nó đông đông, còn nó song phương là giữa nước A với nước B, nó ký nhau vậy đó, nước A nước B ký nhau miễn thuế độ thuế thấp đồ. Nên Việt Nam mình rất là khó cạnh tranh về xe đi xuất khẩu, khó lắm. Mùa này có cách nào cứu hàng không anh? Tao không hiểu mày hỏi cứu hàng là cứu gì nữa. À, cứu hàng không á hả? Ông mà hàng không của mày giờ liệt rồi cứu gì nữa con? Chừng nào du lịch phát triển, du lịch phát triển trở lại thì hàng không của mày mới phát triển được, còn không thì mày tập rồi, tao nói rồi. Hàng không giờ gán cầm đi, gán cầm cự thôi chứ không biết sao giờ nữa. Hàng không nó còn khổ hơn gym nữa các bạn. Du lịch mà không phát triển được là không có kiểu gì mà gọi là hàng không cứu nổi hết. Nó mà du lịch là giống như đầu cuối luôn rồi. Du lịch ở đầu cuối đó các bạn, khi mà dịch ổn hết trơn du lịch nó mới vô. Chứ còn giờ nói chuyện du lịch mà nói chuyện du lịch Cần Giờ mà nằm trong phạm vi Cần Giờ ai mà đi, đúng không? Mà trong lúc này cũng ai tâm trí đi du lịch hết, nên mấy ông du lịch ông tự cứu mình, ông nói nhau nhau vậy thôi cho vui, nhưng theo quan điểm của Duy Nguyễn còn lâu. Giống như giờ Phú Quốc mẹ cho tiền tôi cũng đâu đi Phú Quốc giai đoạn này đâu, đúng không? Dịch giả chưa xong ai biết mà đó bị như thế nào, rồi xong rồi về này nọ tùm lum la, giờ dịch vụ chưa mở cửa, kinh tế chưa lưu thông, ai đâu có tâm trí đâu mà đi du lịch. Không, mà đi du lịch bây giờ nó thoải mái, đi nó quá trời điều kiện, nó ràng buộc cực khổ quá, đúng không? Du lịch quốc nội không phát triển được, du lịch quốc tế không phát triển được, kiểu gì hàng không cứu được? Hàng không nó sống nhờ du lịch, căn bản là vậy đó bạn. Không biết không, mấy cái thời mà du lịch nó phát triển là cỡ như Thái Lan Việt Nam ngày bay mười mấy hai chục chuyến, Thái Lan Việt Nam á nha, một ngày nó bay mười mấy hai chục chuyến toàn lịch không à, là bạn thấy du lịch nó phát triển tới cỡ nào nhờ cái hàng ổ hàng không, nó phát triển cỡ nào nhờ du lịch rồi. Cái đó là lý do Vietravel thành lập hãng hàng không đó. Thì nhiều bạn nói với tôi á, Vietravel tự nhiên giờ hàng không chết ngắt, ông bay vô lập chi, nhưng mà tôi tin nó sống. Nếu mà nó được cho phép bay này nọ rồi du lịch ok, là Vietravel nó sống ông, tại Vietravel nó chuyên về du lịch, nó mẹ nó nội nó book cho khách đi du lịch thôi là ok, đâu cần cho thằng nào đi đâu, đúng không? Thằng nào muốn đi đâu đi thì ra hãng ngoài, còn đi lịch vô hãng tao đó, mày mua tour tao đi, tao bán giá rẻ cho đồ, ra làm check in nhanh lẹ đồ, không nào bố láo nữa, không ai hổ báo cáo tròn hết, đồ ngon luôn. Nhưng mà xui cái dịch nó dai dẳng quá thì hàng không chịu đó, thật sự không biết cách nào cứu luôn.
nó bây giờ thì bây giờ Bamboo Airlines chuẩn bị bay qua Mỹ rồi, xong rồi giờ la mua máy bay A330 hay là máy bay gì Boeing 747 gì đó, giờ không biết lựa con nào để bay, mà chừng nào bay thì không biết. Đổ máy bay đổ đâu, đổ đổ ngay Los Angeles ghê chứ, khu đó người Việt Nam đông kinh. Nó bay thẳng các bạn, nó đi từ Sài Gòn qua Los Angeles, nghe đồn đâu có con chiến nó đi qua San Francisco nữa. Đó, ở Cali nó có hai thành phố lớn nhất đó, một là Los, hai là San Francisco, một cái Nam Cali, một cái Bắc Cali đó. Rồi bà nào nhà ở Texas đó, như bà Nhiên đi, bà đi cái chuyến này bà cũng đi quá cảnh hai chuyến luôn, đúng không? Bà phải quá cảnh hai chuyến luôn, từ từ cái thằng Los, từ cái thằng Los mà về chỗ bà Nhiên phải 3 tiếng đồng hồ. Nó xem chứ, từ 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 đâu ta, từ Nhật về Việt Nam rồi, nó gần bằng thôi. Vì hàng không Việt Nam Airlines được bảo kê, thằng khác không được bảo kê, khỉ khô chứ bảo kê. Ở công ty Việt Nam Airlines thì công ty của nhà nước, thì nhà nước là chủ 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 đầu tư và chủ sở hữu, thì nó làm lỗ thì nhà nước phải bỏ tiền túi ra cho nó thôi, cái chuyện đó chuyện bình thường chứ bảo kê bảo kiết gì. Mà nói thì thôi, mẹ xanh xui xanh 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 sao đẻ muộn, né cái mâm Việt Nam Airlines rồi đi bật coi cho nó làm chi. Nó hãng hàng không Việt Nam quốc gia đó ba, ủa viết quốc gia Việt Nam đó, hiểu không? Tối ngày kèn cựa với mấy đầu tàu làm gì, giống như tôi làm ăn là tôi kinh doanh game, tôi kinh doanh nhỏ thôi, tôi không kèn cựa với nào hết trơn chọi hết đó. Việt Nam nào tụt top các điểm đến sản xuất sau dịch rồi, Thái Lan còn xếp trên, lợi thế về nhân công, tình hình chính trị không còn quan trọng vì lockdown mãi mà ai chịu nổi. Mày nói có điểm đúng mà có điểm sai, đúng không? Tình hình chính trị nó không còn quá quan trọng là không đúng nha mày. Đó, Việt Nam mình bị tụt là do cái nội lực nó thấp, do nội lực của nó của mình nó thấp hơn những nước mà đang so sánh. Đúng, mấy cái chứ cái đó chịu thôi chứ giờ làm cách nào? Nhà nghèo chịu mà mày ơi. Nên mẹ mỉa mai hoài. Còn tình hình chính trị nó luôn rất là quan trọng, chính trị ổn định thì người ta mới đầu tư. Còn chính trị không ổn định, mẹ bố ai dám đầu tư? Chứ giờ mày chọt vô mấy cái đó chịu, mày nuôi 100 miệng dân, trăm nuôi 100 miệng ăn nó tốn của lắm mày ơi. Hiểu không? Mày hiểu chỗ này nha. Nó không cần mấy bạn rồi đồng ý không đồng ý chứ bạn hiểu là được. À, vaccine mình ít quá chưa mở cửa sớm được, nói chung đây cũng là một cái thế rất khó của Việt Nam nha các bạn. Mở cửa là bắt buộc mà vaccine thì là mỏng, rồi một đống thằng chích 2 mũi nằm nhà cũng bất công cho nó nữa. Thiệt, mình ngẫm nghĩ đây bất công chứ, đúng không? Nhà nước cái xây dựng cái chính sách mà gọi là giờ phải có gì gọi là hướng dẫn những người chích 2 mũi sẽ được làm cái gì đó, mà chờ hoài chưa thấy. Các bạn có thấy là giờ chích 2 mũi mà bỏ nằm nhà lãng phí không? Đó, giờ cho ra chạy ráp đi này nọ các kiểu đồ kiếm thêm gì. Nay Mỹ ok đó, chết 2.580 dân giảm rồi, nếu mà số đó là giảm rồi nghe em, hôm bữa 3.000 mấy luôn anh Duy ơi. Bộ Y tế đề xuất cấp thẻ xanh cho người 1 mũi 2 tuần kìa anh. Họ đề xuất hoài chừng nào có đi tính bơi. Anh nghĩ sao về việc thằng leo tặc nó nói giãn cách xã hội là một sai lầm? Thì nếu mà nói giờ giãn cách xã hội là một sai lầm á, thì bây giờ nếu mà thả ra vậy, thả ra tử vong nhiều quá, mày có tiền mày mua hòm cho người ta không? Hỏi nó vậy đó. Còn anh thì anh không dám nói sai lầm nha mấy em, tại vì anh nhìn thấy Mỹ anh căng quá. À, tao nói đúng sai gì không miễn bàn, thần thành bại luận anh hùng mấy em. Chứ giờ nước mình đã nghèo rồi, thả ra phát một nó y như Mỹ một cái nữa, không có không 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 có tiền đâu lo nữa, không chút đó chắc ôm nhau rồi khóc luôn. Trẻ em không được chích vaccine thì cũng hơi căng Duy Nguyễn, thì thế giới sao mình vậy thôi chứ căng căng gì không nội. Giờ vaccine nít chưa cho chích mà, thì Pfizer nó làm ra cái loại gì cho con nít đó, giờ Việt Nam cũng bỏ ra nhiều tiền nhiều ngàn tỷ nhập đó, nói chung nhà nước lo ba ơi, ba lo làm khí khô gì giờ được nhiêu được thôi, dân thì đông nước thì nghèo mà mẹ cái đòi hỏi thôi. Rồi còn tiếp tục mày hỏi là gym đóng cửa tới ngày 15 tháng giêng 2022 thì có còn ngạo nghễ không, thì cuộc đời ta nói vậy nè các bạn, niềm vui của người này sẽ là nỗi buồn của người kia và ngược lại, hiểu không? Giống như đất nước Việt Nam mình tới ngày 30 tháng 4 là cái như nghỉ lễ đi chơi này nọ, trai gái hẹn hò, cờ bay phấp phới, rợp bóng cờ đỏ sao vàng luôn. Còn ở đâu đó thì người ta treo cờ rủ và ngày đó người ta coi rất là buồn. Tức là hai cái thái cực. Tại sao anh lại ví dụ như vậy? Tại vì đơn giản á, như hồi này nó nói đóng cửa là tới ngày 15 tháng Giêng á, thì tao bảo đảm sẽ có thêm một số đối thủ tao nó chịu không nổi nó phá sản. Mà khi mà đối thủ của anh nó chịu không nổi nó phá sản đó, thì nó mới thấy được cái chất của BBT nằm đâu. Đúng không? Tức là sau này những khách hàng của họ đó khi mà đóng tiền tập gym đó, nó sẽ có sự suy nghĩ chứ. Bây giờ thôi chọn mặt gửi vàng, tôi lỡ gửi 7 lần rồi thôi giờ phải qua Duy Nguyễn thôi. Đồ dịch này nó trâu như bò luôn rồi thôi qua nó đóng 10 năm cũng được nữa. Đó. Đó, lúc đó là nó là cơ hội nữa.
Hiểu không? Cái đó là cái cơ hội đó. Ở trong làm ăn á, người ta kêu đó là cái ác. Ta nói là thương trường là chiến trường. Nhưng mà thực tế nó diễn ra như vậy đó các bạn. Thực tế nó diễn ra vậy, mẹ mình chết đối thủ mình nó mừng, nó cười. Hiểu không? Còn nếu mà cái giả thuyết là nó xảy ra thì tao xin tuyên bố với mày, anh Duy Nguyễn cũng không ảnh hưởng gì gớm lắm. Nha. Không ảnh hưởng gì gớm lắm. Mà tới cái giai đoạn đó, đó thì doanh nghiệp người ta có quyền. Người ta có quyền chứ, người ta có quyền giãn cách lâu quá. Ngân hàng nó đính nhang. Đó, vụ ngân hàng nữa. Đúng không? Lúc đó đó là phe doanh nghiệp nó sẽ mạnh lên, áp lực ngược lại ngân hàng. Có nhiều cái lắm em, còn nói về vĩ mô. Đúng không? Còn nói về vĩ mô quá thì có ảnh hưởng tới rất là nhiều. Lúc đó Việt Nam Airlines thì sao, đồ này nọ kia, mấy ông kia thì sao nữa. Hiểu chưa? Nên trong bài toán kinh doanh nó phức tạp lắm các bạn. Phức tạp lắm. Bởi vậy trong dịch này Duy Nguyễn có nằm nhà ngâm canh tình hình của đối thủ mình ăn sao, phòng nào thanh lý rồi. À, thanh lý thì Duy Nguyễn thật sự cũng quan tâm là cái người chủ phòng người ta thanh lý không thanh lý. Nhưng mà cái đối tượng khách các bạn. Cái đối tượng khách, tại vì bây giờ á, ở ngoài xã hội á, nó kinh doanh ghim nó chém gió ghê lắm. Nó sẽ nói rằng thôi vô đóng 3 năm, 2 năm, 1 năm, mà trong khi nó không có được insurance. Nó không có được insurance là bây giờ tao đóng ngồi cho mày 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi mày phá sản tao được kiếm ai? Nó sẽ dùng miệng lưỡi của ra nó kiếm khách hàng dễ bị mị. Hiểu không? Nhưng mà bây giờ nó đùng một cái nó trụ hết nổi, ôm hết đóng tiền nó chạy thành lừa đảo. Lúc đó là kể như là kêu là thủ tướng ơi cứu con rồi đó, nó lừa tiền ghim con rồi OC rồi đó. Nhưng mà lúc đó người ta sẽ nhìn qua, a Duy Nguyễn, thằng Duy Nguyễn, thằng Duy Nguyễn, thằng này trên mạng nó sắp sóc nè, nhưng mà trong làm ăn nó ghê thiệt đó, nó đàng hoàng ghê thiệt, thôi qua xuống tiền cho nó đi, nói gì kệ mẹ nó, ví dụ vậy. Xong rồi qua tao tập phòng Duy Nguyễn thấy nó nhiệt tình quá, nó dễ thương quá. Ô ngày xưa tao lỡ chưa hiểu bạn ở này nọ kia, thôi giờ mình mua súp mình chuộc lỗi đồ, đúng không? Nếu mà những người đó mà Duy Nguyễn gặp phòng game nó, thôi ông bậy bạ tôi quá, đàn ông không nói nhiều, đi trễ vô ba ly, bây giờ ông bậy với tôi vô 3 triệu lẹ, đúng không? Cái cách nói chuyện mà vừa giỡn mà vừa nghiêm của Duy Nguyễn là bảo đảm chút ra nó mua 3 triệu liền, chứ con người ai chả có sĩ diện, đúng không? Bây giờ mình lấy sĩ diện tay ra mình gõ kiểu gì trả lấy xuống tiền, đúng không? Trời ơi trời, nó nằm ở cái thế rồi mấy em. À, chia sẻ với bạn xong bài toán kinh doanh nha. Những người đóng thuế trước, những người đóng thuế trước 1 năm tập vậy trong giai đoạn dịch họ có được hoàn tiền không anh? Nói chung ở chỗ khác anh không biết, nhưng mà chỗ anh thì không có hoàn tiền nha. Thí dụ như bây giờ nhà nước bắt đóng cửa 100 ngày thì anh sẽ cộng 100 ngày cho họ, chứ anh không có hoàn tiền nha. Anh cộng 100 ngày cho họ chứ anh không hoàn tiền, nghe cho nó rõ. Sorry anh Duy, vì em nghĩ chữ anh nhé, em quên gọi UI gì đó, mà doanh nghiệp chết hết 99% rồi thì sao mạnh hơn ngân hàng ba? Không bao giờ có khái niệm doanh nghiệp nó chết 99%. Mày mày không làm ăn ở Việt Nam mày không hiểu cái mỏ ghê lắm. Bây giờ làm ăn ở Việt Nam này nọ đó, ví dụ như dịch đóng cửa 1 tháng thì không sao, nhưng mà đóng 5 6 tháng, 7 8 tháng thì doanh nghiệp chắc chắn sẽ lên áp lực với chính phủ. Áp lực với chính phủ và chính phủ phải áp lực với ngân hàng trung ương về cái việc cơ cấu nợ cho người ta và giảm lãi cho người ta. Giảm lãi cho người ta chứ không đùa đâu ba. Giỡn hoài, dễ ăn của ngoại lắm, má doanh nghiệp chứ đâu phải trẻ trâu như mày.